30 đợt giải, 30, 30. Trời ơi, trúng nữa hả? Vậy là hên rồi đó. Có mang theo lăn mèo không? Có luôn hả? Trời ơi, Linh đổi Linh lấy con bự đi, ba con rồi phải không? Rồi, hai con với con này là ba con. Bạn nghe biết chưa? Quý vị nào còn bên ngoài sân bãi, dạ, nấp mưa vậy ơi. Trời ơi, trúng nữa hả? Vậy là hên rồi đó. Có mang theo lăn mèo không? Có luôn hả? Trời ơi, Linh đổi Linh lấy con bự đi, ba con rồi phải không? Rồi, hai con với con này là ba con. 30 đúng rồi, lấy con bự chị đi ha. Căn nhà mang một số đọc vậy. Trúng hoài. Trúng hoài á. Trúng gì mà không biết luôn á, không biết mệt luôn á. Chúc mừng nha, chắc có lẽ mua nhiều phải không? Ra chồng lại chó, chồng lại vúi tay luôn. Và bây giờ nghe biết chưa, quý vị nào còn bên ngoài sân bãi, dạ, nấp mưa quý vị ơi. Phục Nghi với lại anh Út dọn dùm chiếc đổ bỏ để cho bà con mình xích lên vô tạc này. Khỏi giới thiệu đây, tại hết nhạc chứ tao đâu có muốn.
bây giờ tới số mày xui mày hết nhạc rồi thì mày khỏi ra, thôi mở nhạc cho nó đi đi. Rồi, ngay bây giờ ba đu đúng không vậy? Đó, quay, quay, trâu tạo dáng. Mà nó cho cái tập tạo có 2 ngày mà tạo dáng ngang ngược. Đó. Cái thưa quý vị, lời nói đầu tiên xin cho phép Lộ Lộ xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Mặc dù là trời mưa rất là lớn nhưng quý vị đến cũng theo thật sự như tâm hồn của em nói luôn là rất là đông rồi đó quý vị. Đáng lý là em nói thiệt với quý vị là hồi nãy giờ đang ngồi ở trên và coi tình hình, chắc có lẽ là mình sẽ không diễn đêm nay, nhưng mà quý vị đến rồi thì chắc có lẽ là không để cho quý vị thất vọng. Có nhiều mình chơi bấy nhiêu quý vị ha. Dạ quý vị đồng ý trên xin chào pháo tay động viên quý vị. Yeah. Rồi ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn được nữa, bỗng đòn và có nhiều chơi bấy nhiêu quý vị. Tất cả các diễn viên sẽ tràn xuống dưới phục vụ trong lời tiếp theo. Cũng giống như tinh thần em nói nãy là có nhiêu chơi bấy nhiêu, cho nên là lương bao nhiêu hưởng bấy nhiêu nghe mấy má. Tối nay mà đòi mình đi như cũ là chết rồi đó. Rồi, cho nên là rất là mong là quý vị từng vòng lại cho quý vị ủng hộ nhiệt tình và lấy chút khóc 10.000 đồng của quý vị nha. Và ai mà chưa có bé quý vị cứ ngồi yên tại chỗ chơi giùm em, cánh tay ngà ngọc bổn đầu phục vụ tận nơi tận chỗ luôn. Và tối đêm nay và chủ đề song ca cùng khán giả thì chúng tôi đã chọn được những tiết mục hết sức hấp dẫn để dành tặng cho quý vị là những khán giả đã ưu ái và đăng ký trước với tất cả thành viên đoàn mà chiều nay có vợt không ta, chiều nay có vợt đúng không, đã có vợt lại rất là kỹ lưỡng rồi, cho nên là rất là mong quý vị cũng sẽ ủng hộ cho đến cuối chương trình. Mấy gì đã, đâu 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 đâu.
số gì đây, số gì đây, ca số gì đây, số gì đây, cô gì đây, ca số gì đây, cô gì đây, thương lắm xứ kia, thương cô ba tên là Vân Trè, chồng trốn bỏ cài, tìm nhau đánh liếu ba kỳ, nhớ thương người ta, sao không về đây ghé thăm cái quê nhà, 43, 43. Dạ xin chúc mừng khán giả mở hàng 16 ca với khán giả đầu tiên. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón tiếng hát người đẹp Sang Sang và vị khán giả đã lên phía trước của mình ha. Rất là mong khi mà ca sĩ và khán giả bước ra thì rất mong cũng sẽ nhận được cổ vũ nhiệt tình từ phía tất cả quý vị nha. Và xin chào đón một vé tụi em nha. Đi còn có vé nè. Trời ơi. Hả? Đeo đi. Tôi đeo tới giờ này. Và thưa quý vị thân thương, và bây giờ ai đẹp bắt đầu cái chương trình căn nhà với những chủ đề xem các cùng khán giả và một nữa Sang Sang sẽ xin trình bày lại một tặng một khúc, cặp tặng em một chiếc cho Lumi một chiếc nữa khúc được khán giả mang tên từng là sợi tơ và các quý vị và Sang Sang xin trình bày cùng một bạn khán giả là fan của đời đời thiên thời đó là bạn mua thêm mấy chục chiếc rồi đó bỏ tệ yêu ai nhất trong đoàn, thích ai nhất trong đoàn. Chờ quý vị ơi, bạn chờ bạn em đang đứng nhạc xíu cho quý vị nha. Thì bây giờ ông ngồi lên dài đặt vé cho quý vị ơi. Chú hai chị mình cũng rất là mẹ. Hả? Chú hai chị mình